Kim Ngọc xin trân trọng kính chào cả nhà. Hôm nay là ngày mùng 8 tháng 3, Kim Ngọc xin được tổng kết site True Exlot. Phải nói một khoảng thời gian Kim Ngọc bận á, không có lên live được. Hôm nay thì Kim Ngọc sẽ tổng kết lại tất cả những cái mặt hàng, và phải nói là nếu ai mua nhiều thì Kim Ngọc sẽ sell, bởi vì Kim Ngọc lại tạm ngưng một thời gian bán áo dài, cho nên là những cái hàng mà các chị nào mà muốn là kiểu mua lại để mà có thể mình bán lại đó thì cứ liên lạc với Ngọc ha, thì Ngọc sẽ để cho một cái giá coi như là chỉ là cái giá gốc thôi để các chị có thể mua đi bán lại. Và phong dáng của nhà Ngọc tạm thời thì Ngọc ngưng, Ngọc cũng không biết đến bao giờ Ngọc mới trở lại bán áo dài nữa, cho nên Kim Ngọc xin được cáo lỗi tất cả những cái mà các chị đã mua áo dài chờ đợi những cái hàng mới, nhưng mà bây giờ Kim Ngọc xin được tạm ngưng đó. Cho nên hôm nay Kim Ngọc sẽ sale cho các chị ở cái giá mà các chị cứ mua 3 bộ hay 3 áo thì Kim Ngọc sẽ được free shipping cho các chị ha. Tiền shipping nó cũng đã tăng rồi, cho nên Kim Ngọc cảm thấy rằng giống như là những cái mặt hàng bây giờ nó toàn bộ là tăng. Các chị đi chợ đã biết, Ngọc làm ở chợ biết, biểu giá tự nhiên nó tăng lên hết chứ không còn như hồi xưa nữa. Mà Ngọc vẫn tính cái giá cũ cho các chị mà còn free shipping. Nhưng mà Ngọc nói cái này để cho các chị biết rằng là những cái gì mà Kim Ngọc đưa ra cho các chị, form của nhà Ngọc thì Ngọc sẽ nói form của nhà Ngọc ha. Form nhà Ngọc là cho những các chị mà đã khách mới chưa biết, thì form nhà Ngọc nó khác cái gì với hàng chợ, là bởi vì form nhà Ngọc thì Ngọc là một thợ may, Ngọc đặt theo kiểu form của những người bên Mỹ mình. Ngọc đó chia đo đong đếm, phải nói là từ cái vòng bắp tay, ngực trên, ngực dưới và eo, nói chung là Ngọc đã đi vào cái rập của nhà Ngọc. Cho nên khi mình đặt ở cái một cái tiệm khác thì người ta làm cái tiệm mà trên người ta làm với cái giá nó khác, nó cao hơn các chị, chứ không phải là giống hàng chợ. Nếu như hàng chợ mà các chị coi trên live mà mua vải xong mình gửi tới những cái hàng xưởng, người ta đã có cái rập của người ta thì may rất là rẻ ha. Có những cái áo mà lụa Nhật á chỉ có 5-6 đồng một áo thôi, người ta về người ta bán 15-20 đồng ta vẫn có lời. Còn Ngọc thì không bao giờ có cái giá 5 đồng một cái áo bao giờ cả. Cho nên cái đó là cái mà thật sự hoàn toàn khác biệt. Khi mà bên đó họ có nói, ồ chị có mua những cái hàng xưởng này không? Tụi em bán chị giá rất là rẻ, dù bán có 5 đồng cái áo, 6 đồng cái áo, qua đây mình bán 10 15 đồng mình vẫn có lời. Đằng này không. Ngọc không có đặt cái áo nào mà gọi là 10 đồng nữa, chứ đừng nói cái chuyện mà 5-6 đồng ha. Cho nên vì như vậy á, cái shipping của mình cũng đã nặng. Ngọc thì phí shipping, không ai mà theo kiểu phí shipping theo kiểu các chị mà lấy có mấy chục bạc mà phí shipping đâu ha. Nhưng mà mình muốn đưa cho nhau những cái áo để mà mặc. Đây là những cái mà đầu tiên Ngọc đã nói rằng là Ngọc làm theo kiểu luôn tay, rất là đẹp các chị, nhưng mà rất tiếc là Ngọc phải ngưng áo dài. Chứ còn nếu mà Ngọc đặt tiếp tục á thì Ngọc có Thái Tuấn đã gửi cho Ngọc rất là nhiều mặt hàng. Đây là cái vải ánh sao Ngọc luôn bằng tay ha. Ngọc đặt ở đây là tiệm nha, không phải là hàng xưởng. Đầu tiên Ngọc đã bán 55 đồng một bộ, nhưng mà hôm nay Ngọc chỉ bán tất cả chỉ có 50 đồng một bộ mà thôi ha. Hai cái tà dưới tà luôn, là dưới hai bên tà tay cũng luôn ha. Nếu mà cổ mà gọi là cổ kiềng á thì cũng luôn bằng tay, chỉ có 50 đồng một thôi. Màu này là màu xám xanh ha, màu xám xanh, không phải xám nữa các chị, nó màu xanh xanh. Mà nói chung cái vải ánh sao nó lạ lắm các chị, nó đẹp lắm kìa, nó xanh xanh ha, nó xanh xanh mà nó khi mà Ngọc chụp lại nó hơi tối một chút, nhưng mà thực sự ra ở ngoài nó đẹp lắm các chị. Ánh sao hôm nay Ngọc chỉ bán có 50 đồng. Nếu mà ai mà đã từng mua cái này 55 đồng một bộ rồi thì sẽ biết ha, chỉ có 50 đồng. Và tại vì cái này hàng đặt mà mình đặt đầu tiên đó các chị, số lượng nó không có nhiều, cho nên Ngọc cũng không được cái giá mà hời như người ta mua ha. Cho nên Ngọc đặt cái này ít lắm, mỗi một cái bộ đó thì nói chung là rất là ít. Thì thường đây là cái size này là size True X lot, thì form của nhà Ngọc á, size True X lot thì cái vòng ngực của em này là 98 đến 100 ha, vòng eo 82-84. Đôi khi các chị về mà thấy nó nhỏ có nghĩa là bên trong họ chừa đường may nhiều, thì các chị nới ra ha, mỗi một bên mình nới ra được đến 2 cm đến 3 cm, coi như một cái áo mình nới ra được đến 4 cm. Cho nên vì như vậy á, Ngọc may tại sao nó là cái vòng ngực có thể nhỏ chút là bởi vì người ta đã may chừa bên trong nhiều. Nhưng mà cái bắp tay và cái ngực trên và cái eo và cái vòng mông vẫn là cái size True X. Ngọc nói cho rõ là bởi vì thực sự ra các chị đó, nó nhỏ cái vòng ngực quá hay nhỏ cái eo gì đó, có thể mình nới hai cái ly sau trước ha, hai cái ly sau. Thường người ta nới hai bên hông trước nha các chị, mình nới ra nới hai bên hông trước, sau đó mình nới hai cái ly sau. Tại vì các chị nới ra đi nữa nó vẫn còn được cái vòng mông, cái size True X là vẫn có cái vòng mông và vẫn còn cái ngực trên và vẫn còn cái vòng nách, vẫn còn cái bắp tay các chị. Đó, nó kết hợp được nhiều thứ chứ không phải mới có cái eo chật có một cái thôi. Thường đa số là cái bụng mình nó bự hơn cái ngực ha. Cho nên thì mình có thể mình nới ra cái vòng hai cái ly hoặc là hai cái ly sau, mình may ly giả nhá, thì những cái vòng khác thì nó sẽ đẹp. Chứ các chị đừng có vội vàng mà giống như là nếu mà cái bụng mình bự rồi, cái tự nhiên cái tay cái ngực mình nhỏ mà mình lại đổi đi để mình cho vừa cái bụng của mình thì cái tất cả những cái trên sẽ phùng ha. Cho nên tùy theo cho Ngọc biết số đo vòng ngực vòng eo để Ngọc có thể tư vấn cho các chị rằng mình sẽ ở cái size nào được ha. Nhưng mà Ngọc nói trước đây là size True X lot của form nhà Ngọc.
nhá, không nhà Ngọc. Cứ 5 triệu đồng bộ nha các chị. 5 triệu đồng bộ. Đây là hàng luôn tay, tiếp tục ánh sao. Đây là vải tím Huế. Tím Huế nha. Đó, đây là Ngọc tổng kết size True Exlot nha các chị. Đó, tím Huế. Đây là còn những cái bộ còn lại thôi. Ngoài ra là không còn tất cả những cái màu khác ha. Size nào vào size đó Ngọc sẽ tổng kết cho các size. Size nào còn bộ thì Ngọc tổng kết cho các size đó ha. Đó, đây là màu đen. Ngọc đang mặc đây là gấm ngũ sắc. Gấm vải ngũ sắc cũng đã hết hàng rồi. Ngọc về cũng rất là nhiều, không phải rất là nhiều, coi như là nhiều loại. Nhưng mà mỗi cái chỉ ít ít thôi, nhưng mà thì cái giá cũng sẽ cao. Cho nên nó Ngọc về, nhưng mà bây giờ nó đã không còn nữa. Đưa giống như hàng mẫu đó các chị, đây là những hàng mẫu ha. Mình làm mẫu thử coi như thế nào. Để các chị làm mà ai ngờ ra Ngọc lại ngưng nữa, Ngọc không có làm được ha. Rồi, đây là màu đen nha các chị. Vải ánh sao màu đen, tiếp tục vải ánh sao màu đen có cổ. Tay dài truyền thống, form của nhà Ngọc. Đây mới là màu xám này ha. Đây là màu xám xám trắng xám bạc đó các chị, đây màu xám bạc ha. Rất đẹp, vải ánh sao rất đẹp. Các chị nào đã mua rồi thì hãy mua làm quà đi, tại vì thực sự là Ngọc sẽ ngưng bán áo dài một lần nữa. Ngọc sẽ được ngưng bán áo dài tại vì Ngọc có công việc mới đó. Cũng rất là nhiều thứ nên Ngọc phải cần phải thay đổi. Tại vì nếu mình làm nghề nào vào nghề đó đó, mình làm cái này cũng 5 năm rồi đó các chị. Đó, nhưng mà cảm thấy giá giờ nó tăng lên nhiều quá cho nên Ngọc Ngọc tạm ngưng đó, Ngọc không có bán nữa. Các chị mua những cái áo của Ngọc xong rồi các chị sẽ biết rằng là cái vải Ngọc đẹp như thế nào. Đây là vải Thái Tuấn nha, công ty Thái Tuấn. Đây là vải tơ tầm. Vải tơ tầm ha. Giống như một cái thuộc một cái dạng nha xá, mà những cái em nha xá thì thường hầu như nó không có co giãn nha. Vải nha xá không co giãn, vải gấm ngũ sắc không co giãn ha. Còn những cái em ánh sao này có độ co giãn các chị, nó có độ co giãn ha. Nó có độ co giãn. Em này gọi là gì? Nha xá không có độ co giãn, size True X luôn nha. Ngọc đang nói size True X thì cái vòng cứ là 98 đến 100 thì cái khoảng đó các chị sẽ mặc được ha. Còn đó, mình sẽ nới ra bên trong mỗi một bên nới ra được 2 cm, một áo nới được 4 cm. Đó, bất cứ cái áo nào form của nhà Ngọc các chị mặc vô mà các chị mà cảm thấy Ngọc không có cho đổi trả đâu nha. Đây là những cái hàng mà từ trước giờ Ngọc không có cho đổi trả, các chị phải đo cho kỹ ha. Hoặc là biết sửa thì các chị hãy mua những cái áo này, tại vì đây là những cái hàng mà giống như là của Ngọc đặt thì nó cũng may cũng rất là chuẩn cho tất cả những cái số đo rồi, ngoại trừ cái bụng với lại cái phần ngực thì các chị phải đo cho chính xác chút xíu, chứ Ngọc không có cho đổi trả đâu nha. Ngọc nói trước, tại vì thật sự Ngọc phi shipping mà các chị phải trả cho Ngọc 2 triệu đồng tiền shipping thì cái Ngọc mới nói là mình có thể là mình làm theo kiểu kia, nhưng mà cứ đổi tới đổi lui hồi Ngọc không làm được điều đó, cho nên Ngọc cứ bán giá rẻ cho các chị. Các chị cảm thấy biết sửa hoặc là mình có nhiều bạn bè thì mình đổi ha, mình tặng ha, mình đổi cho nhau, hay là mình giống như là mình cho nhau tặng cho nhau đó, để biết mặc áo dài thôi nha. Ngọc nói trước Ngọc không cho đổi trẻ ha. Rồi, Ngọc cảm ơn các chị rất nhiều. Tiếp tục, đây là cái áo gọi là áo của cái này không phải bộ ha. Những cái em bộ thì là chỉ có ánh sao mới có bộ thôi. Cái này bộ quần ống thừa nha các chị. Đây là những cái vải ánh sao quần ống thừa, không phải quần ống rộng đâu. Quần ống loe thôi nha. Đó. Tất cả Ngọc chỉ còn có 1 2 3 4 chỉ có 5 bộ ánh sao mà thôi của các em size True X nha. Đây là bộ nha các chị. Ngọc không bán lẻ áo cái này. Đó, để Ngọc xem nó còn cái áo lẻ không thì Ngọc sẽ nói với các chị có cái này còn cái áo lẻ không. Ở đây nó còn một cái áo lẻ nè, Ngọc thấy đây có một cái áo lẻ. Đây. Đó, đúng rồi, đây có một cái áo lẻ nè. Đó, áo lẻ ha, áo lẻ thì 40 đồng. Nhá, bộ thì 50, mà áo lẻ thì 40 đồng. Cái này áo lẻ đó các chị, luôn tay nè, áo lẻ này, cái này không có quần ha, 40 đồng một áo. Tại cái này hàng luôn tay, hàng đặt tiệm các chị, cái đó không phải là hàng xưởng. Mấy cái hàng này của Ngọc đặt tiệm đó, chứ không phải xưởng đâu ha. Đó, đây cũng vậy nhá, phong của nhà Ngọc tơ tầm 30 đồng một áo. Đây là hàng áo lẻ, không phải áo, không phải bộ. Các chị cứ mua 3 áo thì khi mà free shipping nhá. Hàng giờ gửi là mở gì 15 đến 20 đồng ba cái áo, 17 đồng chứ, 17 đồng ba áo. Ngọc phi shipping cho các chị đó, Ngọc bỏ ra 17 đồng để gửi đó các chị, chưa tính tiền gửi của Việt Nam qua. Ngọc muốn bán để cho các chị biết rằng là Ngọc muốn cái giá Ngọc rất là good cho các chị, chứ không phải là bán trên trời dưới đất đâu ha. Các chị cứ xem thử trên like có ai mà gọi là may rập của nhà Ngọc hay không, và số đo cái form của nhà mình hay không, không có đâu. Người ta cứ may của hàng xưởng, người ta có cái rập sẵn của xưởng rồi mới được cái giá good. Còn giống như Ngọc á, Ngọc ham đẹp quá các chị, cho nên không có phải mình làm cái này để giống như kiếm sống về cái nghề của mình luôn. Cho nên vì như vậy Ngọc không có tính toán được cái kiểu đó. Cho nên Ngọc tạm thời Ngọc đi làm việc khác đó các chị ha. Ngọc tạm việc khác. Cảm ơn các chị đã thương ủng hộ cho Ngọc nha. Rồi, đây. Hồi trước Ngọc tính ấy nào làm lại nè. Ngọc cái đợt sau này Ngọc tính làm lại nữa nè. Nhưng mà rốt cuộc cái bây giờ cái giá cũng lại tăng đó. Cho nên thôi. Ngọc vẫn để giá cũ cho các chị đó nha. Cứ 30 đồng một áo.
các chị đây là một tím cà ha, các chị cứ lấy ba áo thì Ngọc Phi sẽ bình cho các chị. Ở ngoài đẹp lắm các chị, ở ngoài đẹp hơn trong hình nha. Cái này là mình chỉ có đi dùng cái cell phone mình thu đó, không phải professional như người ta, không có phút sắp cái màu lên, cho nên là khi chụp hình lại nó không có đúng. Các chị hãy tin Ngọc một lần, nếu mà khách gọi là khách mới đó thì hãy tin ở Ngọc một lần, tại vì mình không phải là cái người mà giống như là cái màu để làm sao để cho nó giống như là Photoshop á, nhưng mà Ngọc làm điều đó không được ha. À, đây là chỉ có 80% màu nha các chị. Ông áo đẹp lắm á, màu tím cà, màu rất đẹp ha. Nó là dạng tơ tằm cho các chị. Những áo này các chị đừng có ngâm qua đêm ha, các chị giặt chỉ cần nhúng nó thôi, không có giặt tay nha, mình không có cần dry clean nha các chị. À, không cần dry clean, không có dùng thuốc tẩy. Đây là dạng tơ tằm nha, không dùng thuốc tẩy. Đây nó còn cái chất hồi cho nó mềm, nó có vẻ nó giống như là nó đứng mình như vậy nè. Nhưng mà khi các chị về giặt qua rồi á hả, các chị mặc giống cái này Ngọc chưa kịp giặt thì Ngọc cũng mặc luôn. Đó, dạng tơ tằm là như vậy ha. Nó mềm rũ rồi các chị thấy không? Không ngang xè, tà đưa lên và là không ngang xè đưa lên cao luôn đó, đưa ngang thấp xuống này đó. Nó rũ luôn nè thấy không? Đó, và giống như dạng hai mặt nè, mặt trong bóng mặt ngoài nè. Đó, thấy tuấn nha các chị. Đây là màu hồng ruốc. Hình như ngày mai mới đầu mặc màu hồng ruốc là tuần thứ 3 của mùa chay đó các chị. Rồi, màu xanh cái này dạng tơ tằm không có độ, cái này thì không có độ co giãn ha, cái này không có độ co giãn. Đều là form của nhà Ngọc nha, đều nới ra được 4 cm. Cái này không có co giãn nhiều đâu ha. Cũng vậy luôn, các chị cứ lấy ba áo và free shipping. À, những cái em này thì cứ 3 triệu đồng một áo. Các chị lấy 4 áo thì Ngọc bớt cho các chị. Cứ lấy nhiều Ngọc mới bớt được nha các chị. Còn cứ 3 áo thì cứ tính cho Ngọc 30 đồng Ngọc free shipping khi các chị mua 3 áo. Khi các chị nào lấy nhiều thì Ngọc tính. Còn bây giờ Ngọc có nói cái giá này đi nha, các chị khỏi cần trả giá Ngọc ha. Ngọc cảm ơn các chị rất nhiều đã thương ủng hộ cho Ngọc nha. Bận quá à, Ngọc bận quá, Ngọc xin lỗi các chị nha, chờ đợi quá trời luôn mà không có giờ lên á. Hôm nay Ngọc đi mới vừa đi lễ về, tranh thủ xong Ngọc chạy lên. Ngọc lên cái size 2X, tuần sau Ngọc lên size 3X. Đó, tại vì lên nhiều quá Ngọc không có giờ để Ngọc chốt á. Cho nên là đây màu xanh. À, đẹp lắm các chị ha. Cứ 3 triệu đồng một áo, các chị cứ mua thử những cái hàng đợt thấy tốn này đi các chị sẽ biết. Cứ 3 áo thì Ngọc free shipping cho các chị ha. 4 áo Ngọc còn bớt tiền mà vẫn free shipping như thường. Các chị cứ mua 4 áo trở lên thì Ngọc có discount cho các chị nhá. Còn các chị cứ mua 3 áo thì Ngọc free shipping 3 triệu đồng một áo. Tiếp tục 3 triệu đồng một áo, những cái hộp màu sen này nè. Các chị mua để dành đi, không bao giờ lỗi thời. Những hàng thấy tốn như thế này rất là sang, không bao giờ lỗi thời nhá, không bao giờ lỗi thời. Bảo thứ cho các chị không có lỗi thời đâu. Những cái em mà thấy tuấn rất là chuẩn ha. Mặc vô cho nó là lạ, cho nó có một cái gì đó thì không cần phải đeo nữ trang nhiều. Còn các chị mặc trơn thì đeo nữ trang nhiều hơn, giống như Ngọc mặc như vậy còn đâu cần đeo nữ trang gì đâu, tại vì nó nhiều quá rồi ha, nó có những cái bông hoa rồi mình không cần nữa. Cái này ở ngoài ở cái nền có nền xanh đó các chị đó. Mình có cái này màu coi như là màu palm Sunday, mình cũng có thể mặc được màu xanh. Ai yêu thích màu xanh lá mạ đây, màu vàng đồng, màu này cũng ngày cho ngày thứ năm tuần thánh đều được nè. Đó, màu vàng mà giống như là vàng vàng gì, vàng dưa hả, vàng muối dưa hả. Tím tiếp tục nha, tím Huế. Đó, đây là nha xá, cái này không có độ co giãn. À, size 2X nha các chị, form của nhà Ngọc size 2X. Ngực 98 đến 100, vòng eo là 82 84 ha. À, các chị mà không vừa các chị nới hai bên hông trước dù Ngọc ha, rồi hẳn nới cái ly sau ha. À, Ngọc có những cái màu nào của size 2X thì Ngọc treo lên cho các chị như vậy ha. À, size 2X nha các chị. À, size 2X. Cổ kiền, Ngọc có may cứ một cái hai size, một cái một size thì có hai áo đó. Nó thùng thùng bây giờ hả, treo heo lên thì mới biết là mình còn bao nhiêu áo nào đó các chị. Nhiều khi nằm lẫn qua cái size khác đó các chị. Nhiều khi ấy hàng chất hàng á, nằm qua mấy size khác. Đến khi giờ nó hết rồi nè, nó không còn nữa đó, bắt đầu nó mới ra. Còn lại mấy em này, cái này là nha xá tiếp tục ha. Của Thái Tuấn nha các chị, đây là vải Thái Tuấn. À, cái nha xá thì không có độ cô giãn nhưng mặc rất là sang, phải nói sang đẹp. Sang đẹp. Đấy, hãy tin Ngọc đi, mặc mấy cái em này rồi á hả, là không thích mặc những cái lụa Nhật gì nữa đâu. À, tuy rằng cái vải Thái Tuấn là một trong những cái là thương hiệu rồi phải không? Đó. Các chị mặc ai mà đã thường mặc Thái Tuấn hay là mình mặc hàng chợ nhiều quá rồi nên thử một cái lần này. Nếu đi đâu đó vô tình cái biết được cái YouTube của Ngọc đó. À, các chị cứ lên các chị share với người khác là lên Kim Ngọc áo dài San Diego YouTube ha. Lên YouTube và search Kim Ngọc áo dài San Diego rồi vào cái size của mình nha. À, Ngọc có những cái video từng size một đó. Có những cái nào Ngọc đề ở dưới cái YouTube, cái màn hình của nó là từ size small đến size 3X thì đó về hàng ri.
Mà bây giờ thì hết hàng ri rồi, cho nên Ngọc đã đi vào size. Các chị vào size nào đi vào size đó dùng Ngọc nha. Nếu mà ai cảm thấy mình mặc được lưng chừng giữa hai size thì coi luôn cả hai. Biết rồi đó, cái size này đó mình đúng size mà mình mặc mình không có cái áo mình thích, mà bên size kia nó hơi rộng chút xíu, các chị mặc rộng đi thoải mái. Khỏi khỏi cần che cái lây bụng. Cái ghen bụng Ngọc bán có 20 đồng cái à, các chị cứ việc mua coi. Ngọc chỉ còn size Atlas và True Atlas, Ngọc bán có 20 đồng thôi nha các chị. Các chị ghen bụng để mặc áo dài đó ha. Đó. Nếu ai mà cảm thấy hơi chật chút là cứ mua cái ghen bụng nhiều Ngọc, và còn size Atlas và size size True Atlas Ngọc chỉ còn còn những cái áo ngực mặc áo dài như vậy nè. À, Ngọc có 10 đồng một cái thôi ha. Các chị cứ Ngọc còn size 34 đến size 44. À, các chị Ngọc còn đó, cứ 10 đồng một cái nha các chị, cứ 10 đồng một cái. Mà các chị mua hai cái thì là 25 đồng đó. Các chị mua nhiều á, mua cùng mấy cái áo dài thì chỉ có 10 đồng. Mà các chị mua chỉ áo ngực không á, mà giống như là chỉ có hai cái ba cái Ngọc vẫn gửi nha các chị. Đó, tại vì phải các chị cộng cho Ngọc 10 đồng Ngọc mới gửi, chứ còn hỏi gì các chị lấy ba cái 30 bạc Ngọc gửi hết 12 đồng của Ngọc rồi ha. Nếu mà những về áo ngực thì Ngọc bán có 10 đồng, nhưng các chị mà ấy thì phụ với Ngọc 10 đồng thì gửi đấy nha. Ngọc đã trước cho các chị, Ngọc bán chỉ có 10 đồng thôi. Trước về là cứ 15 đồng một áo. Bây giờ hôm nay tất cả những cái áo chỉ còn có 10 đồng. Mà nếu các chị mà mua thì giúp phụ với Ngọc. Nếu mà em mua cùng với áo dài thì đi vào trong áo dài luôn ha. Đó, các chị lấy mặc thường cũng được nữa. Cái áo ngực á, các chị mặc thường cũng rất là đẹp ha. Mà áo thường, áo đầm, áo gì cũng rất là đẹp, chứ không phải riêng áo dài. Cái này dành cho những người giống như có ngực bình thường, còn những người mà không có ngực thì là cũng 10 đồng nhưng mà loại khác ha. Loại khác. Còn ai mà Ngọc bán là kiểu giống như là các chị nào mà có không muốn push up nhiều quá, hoặc là không có muốn để natural á, thì đây gọi là cái áo bình trung bình nhất của những người mặc áo dài ha. Còn những người nào mà không có cái không có ngực thì phải cần push up lên á, thì Ngọc cũng có luôn ha. Nhưng mà không có ấy. Cũng 10 đồng, tất cả đều chỉ có 10 đồng. Rồi, đó là hết những cái em gấm gấm lụa Thái Tuấn. À, gọi như em vải của Thái Tuấn, đây là những cái dạng gấm lụa giống như hai da, các chị rất đẹp ha. Chỉ có 30 đồng, các chị mua 3 áo thì Ngọc free shipping. Còn đây là áo nhung kết ha, 40 đồng một áo. Áo nhung kết nha, 40 đồng một áo. Thì áo nhung kết này là ngực 100, eo 84, đều có độ co, áo nhung là có độ co giãn 46 chiều luôn, chứ không phải 4 chiều đó. Nhưng mà nếu mà nói cho thật lòng thì khi mà kết vô chỉ còn có 4 chiều. Nó có độ co giãn nhưng không thể co giãn khi mà một cái áo bình thường được, bởi vì nó có kết cườm đó các chị. Họ kết mà loại họ kết nhẹ thì ok, nhưng mà cái này kết theo kiểu là đặc sắc dài dặn, cho nên là các chị là cái vòng ngực của nó, cái vòng ngực này Ngọc đo là 100 ha, thì có thể 102 nha, có thể 102 các chị mặc vẫn được ha. Eo có thể 86 vẫn mặc được ha, 84 86 vẫn mặc được đó. Nó có độ co giãn như vậy thôi, nhưng mà nó rất là chuẩn, tại vì nó đây là nhung thun tuyết, cho nên nó chuẩn ở cái điểm vải, nó phải nhung nhão nha, cho nên nó mặc rất là ôm gọn ha. Rồi đây tiếp tục một em nhung thun tuyết nữa ha. À, ngực 98 đến 100, vòng eo 84. À, cũng vậy luôn ha. Đã, các chị. Các chị lấy mấy cái áo nhung này về mặc đi rồi sẽ biết, tại vì thực sự ra mà nói rằng khi mà cần tới á, giống như cần tới những có gì đặc biệt á, các chị sẽ thấy cái độ sang của nó ha. Đó, chỉ có 40 đồng thôi. Áo nhung đó các chị, bây giờ các chị mà tìm những cái áo nhung kết mà 40 đồng, Ngọc nghĩ chắc không có ai bán cái kiểu này ha. Về những cái mà giống như là dạng mà nhung thun tuyết á ha, nhung thun tuyết kết đặc á, ngực 98 đến 100, eo 80 82. Cái này cũng vậy ha. rất là đẹp, nhưng mà nó có tay bồng nhẹ nha các chị. Cái này thì cái loại này không phải form nhà Ngọc nha, form của người ta đó. Đó đấy, có cái tay bồng nhẹ thôi, cái này nhúng nhẹ thôi để cho nó có sự xinh xắn khi ở cái cổ hơi cái cổ tròn này, gọi là cổ tròn nha, không phải cổ kiềng nha các chị. Nhẹ thôi chứ không phải nhúng giống kiểu là những cái áo kia ha, người ta nhúng kiểu thôi nha. Nhung thun này họ nhúng kiểu. Rồi, đây là nhung kim cương. Cũng vậy luôn ha, nhung kim cương cũng vậy luôn. Đó, nhung kim cương còn một áo duy nhất. Đó. Còn một áo duy nhất 35 đồng. Còn một áo duy nhất nha, 35 đồng. Chỉ còn một áo nhung kim cương này duy nhất 35 đồng. Rồi, đây là những cái dạng gấm lụa. Đó. 30 đồng một áo nha các chị, 30 đồng một áo. Nó là 35 á, giờ còn 30 không. Cái này giống như những cái áo mà giống như cái áo mà đợt trước Ngọc về đó. Cũng nó giống như cái gần như giống là cái dạng ngũ sắc vậy đó, nhưng mà nó mềm mại hơn, nó rũ hơn, nó tơ tầm nó nhiều hơn. Rồi cứ 30 đồng một áo nha các chị, cứ 30 đồng một áo. Hôm nay Ngọc bán cho các chị xem là chỉ có 30 thôi đó. Giống như Ngọc đây không? Giống lắm. Ngọc là gấm ngũ sắc nè, các chị thấy hai cái gấm không? Một cái gấm ngũ sắc với một cái gấm lụa nè. À, còn cái này Ngọc còn gấm ngũ sắc là trong nó, ở trong nó sẽ là như vậy nè. Đó.
nó có nhiều màu và mình có cái này gấm lụa chứ không 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 phải gấm lụa ngũ sắc nha. Đó, cứ 3 triệu đồng một áo nha các chị. Rồi cái này là vải, cái này là bộ nha, bộ trắng. À, ngực 98 eo 82 bộ trắng, đây là bộ lụa Mỹ nha các chị. Nó mềm mại, nó có độ nhung giống như là Thái Tuấn, nhưng mà Ngọc đọc độ lụa Mỹ thì Ngọc nói lụa Mỹ chứ không phải Thái Tuấn. Nhưng mà khi các chị nhận về hàng về nó đẹp, nó mịn như vậy, các chị cứ tưởng Thái Tuấn. Có nhiều người ta nói Thái Tuấn nhưng mà không phải đâu, Ngọc đặt lụa Mỹ. Và các chị nào mà nghe mà trên live mà nói người ta nói là lụa lụa thấy vải Thái Tuấn màu trắng, nhắn các chị mua về thử so sánh giúp Ngọc ha, để biết liền nào. Dày dặn đẹp đàng hoàng nha, không có phải mà không không có phải mỏng manh dễ vỡ nha các chị. Đây đây Ngọc mặc màu tím nè, đã cho các chị coi, không hề mỏng manh. Màu trắng bao giờ nó có độ trong nhưng mà không thể nào mà thấy được cái gì hay cái gì đó nè, màu tím nha các chị đó. À, nha, cho các chị coi đó, chứ không phải là nói là có mỏng nó không. Dạ không có hề có chữ mỏng nha, Ngọc đặt hàng nha, Ngọc biết mà, không thể nào mà mỏng manh giống như vải lụa Nhật với các chị. Hoặc là chân phong thì các chị được mặc màu trắng mà chỉ có một lớp như vậy chỉ có chết thôi, nó mỏng manh dễ sợ luôn các chị. Mang 4 lớp vẫn còn thấy, nhiều cô giờ model mặc có 1 lớp à, chân phong đó các chị, tại họ muốn thấy bên trong. Còn mình thì dù cho có đẹp cách mấy mình cũng muốn che chứ đâu có thể nào mà khoe vậy. Ánh vải này là vải ánh kim hả? Ánh kim loan nha các chị, vải ánh kim loan nha, 300 đồng một áo. Ánh kim loan ha, vải ánh kim loan cũng vậy luôn, hồi trước nó về là 40 đồng á, bây giờ cái nào cũng chỉ có 30. Ánh kim loan, Ngọc còn 3 áo, ánh kim loan tiếp tục 300 đồng một áo. Ánh kim loan ha. À, ngực 100 eo 86 ánh kim loan chỉ còn 30 nha các chị, ai nhanh tay thì còn nha. Ngọc sẽ thứ tự các chị mà Ngọc chốt hàng nha các chị. Ngọc cảm ơn các chị thương rất nhiều, trả gieo hay bên mồi cho Ngọc ha, ký check thì cứ chụp hình check cho Ngọc ha. Ngực 98 đến 84 à, xem cho Ngọc biết coi là các chị ký check Ngọc cũng nhận luôn, check Ngọc cũng nhận rồi, gieo ven mồi Ngọc nhận hết nha các chị. PayPal thì mất phần trăm, Ngọc cũng nhận PayPal đấy chứ, nhưng mà tại vì nó có mất phần trăm cho nên là Ngọc đa số Ngọc ít nhận PayPal lắm, chỉ có ở bên Canada thì họ hay trả cái PayPal thôi, chứ còn Ngọc ít nhận PayPal ở ở, ở trong nước của mình. Ok rồi, đây là lụa lụa tầm xuân. À, lụa tầm xuân bắt đầu thì bây giờ là 25 đồng một áo, tất cả những cái vải vải Thái Tuấn này nhé đều phong của nhà Ngọc nha các chị. Lụa tầm xuân 25 đồng. Tiếp tục một em nữa cũng 25 đồng, toàn bộ 25 đồng. Các chị cứ lấy 3 áo thì Ngọc free shipping cho các chị, Ngọc gửi không là 18 đến 20 đồng của Ngọc. Rồi tiếp tục một em nữa, ngực 100 eo 82, em xin lỗi em cho eo 84. Vải này hồi trước về là 4 triệu đồng đó các chị, bây giờ Ngọc chỉ bán còn có 30 thôi, tại Ngọc không còn bán hàng áo dài nữa đó các chị. Cho nên các chị mua ở, cảm ơn các chị đã ủng hộ và mua mình tặng cho nhau ha. Đây là lụa sống, đây là lụa sống tình, cũng vậy luôn, vải Thái Tuấn nha, cứ vậy luôn ha. Đó, 25 đồng. Tất cả ngày hôm nay các chị mua cái mua để Ngọc không còn bán nữa đó, cho nên giá hoàn toàn khác nha các chị. Đừng có compare với những hồi trước các chị mua 35 đồng nha, ngược 98 đến 100 eo 85. Không còn compare với cái giá hồi xưa các chị mua 35 đồng ha. Rồi, cứ 25 đồng các chị tiến tới dùng Ngọc. Đây là size 2X. Ngực 100 eo 85. Đây là nha xá nha các chị. Nha xá. Nha xá ha, nha xá trắng. Nha xá trắng 30 đồng một áo. Nha xá trắng 30 đồng. Nhưng mà các chị cứ lấy chung hết mấy cái này, Ngọc bán chỉ có 25 đồng ha. Tất cả Ngọc bán cho các chị ở cái giá thôi chỉ có 25 đồng thôi, các chị phải lấy 3 áo. À, Ngọc để sẵn hết, nhưng mà tại đây là những cái hàng đã có đã lên rồi ha. Đây cho nên là Ngọc chỉ cái này có độ co giãn nha, những cái này có độ co giãn hết. 25 đồng một áo. Thái Tuấn hoa 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 gió, hoa gió 25 đồng một áo. Form của nhà Ngọc. Cổ Kiền 25 đồng một áo tiếp tục. Bán rẻ cho các chị mua nè. Mua để làm quà tặng nè, đến cuối năm giờ hả, mai mốt là còn ai mà mua số lượng nhiều mà giống như là gọi là muốn mua đi bán lại thì nói cho Ngọc biết nhé. Mặc dù cái này Ngọc bán coi như là cũng tận cùng. Cũng tận cùng rồi đó. Mà thôi để xem thử coi nó như thế nào ha. Có duyên với người nào muốn đi mua đi bán lại đó, có duyên với người nào thì cứ nhắn tin cho Ngọc. 25 đồng một cái là đối với Ngọc là coi như là không còn đồng nào rồi đó. Giờ mua nhiều thì giống như là có thể là
Có thể là Ngọc tặng thêm một vài cái nữa thôi, chứ còn nếu tính ra cái giá vẫn là như vậy các chị ha. Mua nhiều vẫn là như vậy thôi, có thể Ngọc tặng thêm quần hay cái gì đó ha. Chứ còn thực sự ra là cái giá vẫn là 25 đồng nha các chị, và mua wholesale cũng vậy ha. Ngọc có thể là tặng quần cho các chị để đi vào bộ. Còn ngoài ra thì Ngọc vẫn bán ở cái giá 25 đồng, không thể bớt hơn nha các chị. Nếu ai wholesale cứ cộng hết tất cả các áo có thể Ngọc tặng quần, chứ Ngọc không có bán cái áo mà ngỡ 20 nha, không có chuyện đó nha các chị. Ai wholesale cũng vậy, mua 10 áo cũng vậy ha, vẫn là 25 đồng. Nhưng mà Ngọc có thể tặng một vài cái quần gì đó tùy theo các chị mua nha. Ngọc nói trước cho các chị biết, đây là những cái áo mà Ngọc đã bán final sale, không có thể nào hơn được nữa nha. 25 đồng là 25 đồng. Ngọc có thể các chị mua nhiều Ngọc tặng quần ha. Đó, Ngọc sẽ đưa cái bảng quần cho các chị, cho các chị chọn rồi Ngọc tặng thôi nhá. Rồi, tùy theo các chị mua ít mua nhiều Ngọc tặng quần cho các chị. Quần Ngọc may đẹp lắm, quần vải Ngọc dày dặn lắm. Tiếp tục vải thay vải Thái Tuấn nha. 25 đồng. Tiếp tục 25 đồng. Vải Thái Tuấn, Phong và Ngọc. Ngọc đưa nhanh tại đây là những cái hàng đã quen thuộc rồi ha. Ngọc đưa cho các khách mới coi để mà có thể mà mình hoặc là khách cũ mà giống như là đang mặc size S-lót mà bây giờ đang mặc size 3S mà xuống bị coi như là được được xuống bao hả? Thì đổi qua cái size chú S lên mặc dùng Ngọc nha. Đó, ai 3S mà giờ mình xuống bao đã lấy cái size chú S này mà mặc cho đẹp. Chúc mừng các chị nào mà đang size 3 xuống size 2S để Ngọc bán được. Đây nè, đây là size 2X nha. Size 3X cũng có nữa. Các chị nếu mà đang coi ở cái này mà cảm thấy thích quá mà vẫn muốn mặc size 3X thì nói cho Ngọc biết ha. Để Ngọc đi tìm. Để Ngọc tìm thử coi bên size 3X có hay không nha. Để đỡ mất thời gian của các chị chọn ha. Nhiều khi các chị, những cái em này nè, các chị nó ở 3X có hay không thì Ngọc chọn nha. Để Ngọc coi nha. Tiếp tục phải Thái Tuấn. Đó. Nếu mà các chị nào mà thích 3X á, những cái em này cũng có thể hỏi Ngọc ha. Để Ngọc xem còn hay không thì Ngọc lấy cho các chị cũng được. Tiếp tục 25 đồng. Toàn bộ những cái Thái Tuấn ngày hôm nay 25 đồng. Toàn bộ bán wholesale cho các chị hết 25 đồng. Yeah. Chỉ có 25 đồng thôi. Trước giờ toàn là 35 đồng không mấy các chị. Nay chỉ có 25 đồng, một giá duy nhất 25 đồng của những cái em Thái Tuấn này. Đó. Vải Thái Tuấn này ha. Form nhà Ngọc nha các chị. Cổ kiên, còn cái này là có cổ. Chỗ mặt mềm lắm, cái cổ mặt mềm đó các chị. Cái cổ này cổ thường, cổ truyền thống nè. Còn Ngọc, Ngọc đặt cho Ngọc thì Ngọc đặt cổ keo, chứ còn đây là cổ thường. Ngọc của Ngọc thì chỉ 3cm chứ không cao gì lắm. Này chỉ có 2cm thôi đó. Tất cả chỉ một giá duy nhất ngày hôm nay đó. Nếu mà hôm nay mà các chị mua giúp cho Ngọc ha, để mình chọn lựa cho nó kỹ nha. Chứ nếu mà vừa thì các chị mặc giúp dùng Ngọc, có nhiều chị thấy thương lắm, tôi mua mà tôi không trả đâu. Mà không cho Ngọc biết số đo vòng ngực eo, không phải không trả, nhưng mà cho Ngọc biết số đo vòng ngực eo để Ngọc cảm thấy giống như các chị mặc á, là còn có thể vừa được không. Chứ giờ mua đại như vậy á, thành ra Ngọc cũng áy náy, mà chị kia không có ở những tiểu bang xa, không có thức dây đó, thành ra Ngọc không biết làm sao để nói. Nếu các chị mua hay sai thì cũng may là có những áo có độ co giãn thì biết chỉ vừa, có những cái thì không vừa các chị đi tặng, đi cho, mua lại, tại vì chỉ có 25 đồng, chị nó rẻ quá rồi, mặc vải đẹp quá. Chị có nhiều khi bây giờ, hiện tại giờ nhiều khi có mấy chị mặc tháo hết 4 cái ly luôn, tháo hết 4 cái ly luôn các chị, đó, vừa. Đó, có nhiều cái như vậy giờ đang rồi cách ngắn lên trở thành cách tinh hiện đại giờ đó, là mấy chị đang mặc theo kiểu modern gọi là bung hết mấy cái ly đó các chị. Đó, nó cũng là một cái lạ vừa rồi á. Phải bung hết mấy cái ly ra để mà mặc cái kiểu rộng rộng đó các chị. Đó, nếu ai mà muốn mặc bung ly rộng thì các chị phải lấy cái áo tăng một size ha, còn nói trước. Tại rộng thì nó phải rộng hết luôn thì nó mới đẹp ha, chứ phải chỉ tháo mấy cái ly không. Đó, có nhiều người hả là tháo hết mấy cái ly ra. Chụp hình qua cho Ngọc. Đó, nó kiểu một cái kiểu thời trang nhưng mà nó đâu có sao đâu. Vẫn mặc tại vì ngực trên vẫn đẹp các chị, ngực trên cái form của nhà Ngọc vẫn đẹp như thường, bắp tay vẫn đẹp, cho nên các chị chỉ tháo ra để cái bụng mình á, để cho nó đừng có bị găng thôi. Thế là cái mông của các chị cũng có, thế là tháo ra đẹp lắm, cho nên không phải nhất thiết phải để 4 cái ly, mà tùy theo cái dáng của các chị để mình tháo nha các chị. Đừng mới về tháo một cái veo cái 4 ly là chết luôn. Mà cũng khoan ủi ha, có thể mình lượt tay lại nha, tháo ly xong khoan ủi nha, khoan ủi ly ra để mình xem có vừa hay không, để mình có thể mình còn có may lại nhá. Nhiều khi nó rộng quá. Đó. Cứ 25 đồng nha, hôm nay Ngọc một giá thôi. Chờ mấy bác mấy chị vô dễ chốt nè, khỏi cần nghi ngợi, cộng luôn thì dùng Ngọc luôn, 4 áo là 100 xong nha. Đó, dễ dàng vô cùng.
cứ khỏi cần là phải suy nghĩ chi nhiều, chỉ cần coi là cái kiểu đó mình có thích hay không. Giờ rẻ quá mua đại đi về nhà rồi sẽ biết liền là lên lúc mà cần á, mình có áo đó, ví dụ vậy. Chứ còn bây giờ các chị mua các chị đâu có biết đâu, đợi mà đến khi mà mình cần rồi đâu có những cái gì mà mình muốn đâu. Đây cổ thuyền nhá. Thành ra vì vậy á, các chị cứ mua đi, trong tủ mình có, tại chỉ có 25 đồng thôi, mai mốt Ngọc không có bán áo dài nữa, các chị sẽ bị cảm thấy rằng ô, thì ra Ngọc nói đúng ha, Phong nhà Ngọc các chị nói đúng. Các chị sẽ coi lại những cái comment mình của các chị ở dưới đó, người ta đã mua rồi đó. À, thì người ta sẽ nói về cái tiệm của Ngọc như thế nào ha. Không có phải treo đầu dê bán thịt chó đâu nha. Cái câu đó Ngọc mới biết được đó, treo đầu dê bán thịt chó. Cho nên là vì như vậy không có đâu nha. À, Thái Tuấn là Thái Tuấn các chị ha. Ngực 98 eo 82, vải dày dặn có độ co giãn. Những cái em này đều có độ co giãn nha. Chỉ có nha sáng nó không có độ co giãn thôi, chứ còn những cái em này đều có độ co giãn, mặc đã lắm. Mát mịn lắm. Đó. Mát rất là mát mịn. Đây, size 2X nha các chị. Đó. Cứ 25 đồng thôi. Không có cần phải suy nghĩ đắn đo, vải Thái Tuấn rồi, chắc chắn rồi. Người 96 98 eo 82. Đó. Các chị nào mà khách mới vô á thì cứ lựa xong rồi cho Ngọc biết số đo vào ngực vòng eo ha. Đó. Ngực 98 eo 82. Đó. Thì nếu mà ví dụ như mà các chị mua thử coi như thế nào ha, làm quen với Ngọc. Rồi nó còn Ngọc còn sale thêm một số hàng size 2X còn gì lắm ta. Ngọc sale này hình như là hết cái size 2X rồi đó, hết rồi đó. Ngọc không còn hàng size 2X nữa, hết rồi. Ngực 96 82 eo 82. Đó. Tiếp tục cổ kiềng ha, được 98 eo 82 cổ kiềng hoa hoa cúc. Rồi cũng vậy ha, Ngọc xem cái này Ngọc có đo không, Ngọc đo rồi nè, được 98 eo 82 hả? Nó cứ vậy đó, ở bên trong mình nới được nha các chị, đều có độ co giãn ha, mấy cái em này có độ co giãn, mặc rộng rộng chút xíu cho thoải mái các chị. Bây giờ mấy cái này sắp thử vào hè tới này, các chị mặc mấy cái này sẽ mát lắm, mát mịn vô cùng, dày dặn nha các chị, không có phải là không phải là mỏng manh giống như lụa Nhật nha. Đây là vải Thái Tuấn nha các chị, nó không phải là lụa Nhật nha, nó chứ không phải lụa Nhật đâu. À, chắc chắn là nó sẽ mềm mại dày dặn chứ không có mỏng manh đâu nha, không có phải giống như nhà, ấy đâu nha. Đây là dày dặn đàng hoàng, đây dày dặn đàng hoàng nha, không có mỏng manh đâu. À, nhiều khi các chị mà Ngọc chả sợ cái kiểu mà giống như là các chị nói là ô chắc cái cô này cô cô nói là cô không biết gì, cô nói không, Ngọc đặt Thái Tuấn, Ngọc nói Thái Tuấn, nói Ngọc quảng cáo cho Thái Tuấn nhiều quá, tại vì Ngọc đặt ở cái thương hiệu đó giờ làm sao giờ, phải không? Có nhiều cái mà các chị nhận về không, nhận nó dày dặn đẹp đó. Cảm ơn các chị đã thương, đã tin tưởng ở Ngọc ha. Rồi cổ kiềng nhé, cũng vậy nha các chị nha, cứ lấy 25 đồng một áo mà thôi, coi như là bottom price. Cổ thuyền nha, cổ thuyền cạn nha các chị, cổ thuyền cạn thôi. Coi như các chị có lấy hàng xị hàng xiếc gì nữa nó cũng tính 25 đồng tất cả, nhưng mà chỉ có cái cho tặng thêm quần thôi, chứ còn Ngọc không có ở cái giá nào rẻ hơn được nữa nha các chị. Thật sự thương giúp Ngọc với nha, Ngọc nói thiệt đó, không 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 có lời nữa đâu, không có lời nữa đâu, để bớt nha. Mấy cái cô mà bên Việt Nam mà thấy Ngọc ngưng bán áo dài mấy cô cũng buồn lắm. À, mấy cô cũng rất là buồn, tại vì nhiều khi Ngọc làm cho các mấy người bên Việt Nam cũng có công ăn việc làm đó, Ngọc đặt nhiều lắm, nhưng mà rốt cuộc bây giờ thì Ngọc bận quá. Đó, Ngọc bận quá, Ngọc không còn đi vào cái này được, tạm thời ngưng. Lại tiếp tục ngưng tiếp. Thôi, 25 đồng một giá duy nhất để dẹp hết. Đó. Các chị lấy về rồi sẽ biết. Cái áo nào mà giá 25 đồng đâu đó thiệt các chị ơi, các chị thử giờ đi may đi 8 đồng tiền công. Vải Thái Tuấn bao nhiêu tiền, mấy mấy mấy, mấy triệu. Triệu hay là hả 800 800 900 ngàn một 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 da một một mét 2 mét gì đó. Nhiều lắm á các chị. Em tính ra mà vậy không muốn nhìn lại cái sổ luôn á, tại vì tính là mình biết nó lỗ đó, mình nhìn lại mắc công mình thấy buồn hơn hả. Em thôi kệ, tại vì cũng đã bán trước là cái giá cao rồi hả, giống như cái này mình xin lại cái vốn để bắt đầu mình ấy lại sửa sang lại nhà cửa. À, Ngọc xin lại mấy cái này để bắt đầu lấy ôm lấy cái tiền lại để bắt đầu là cổ thuyền ha. À, mấy nhỏ giờ đứa nào cũng cần xe rồi thì Ngọc bán cho rẻ cho đại đi để Ngọc gom hết mua xe cho mấy đứa nhỏ. Có đủ không nữa, bán cái giá này. Bán giá này mới sao đủ mua xe. Lụa sò nha các chị. Bây giờ tới lụa sò ha. Tới lụa sò nhé. À, tới lụa sò rồi. Ngực 98 eo 82 tới vải Thái Tuấn là tới chỗ đó. Đây lụa sò nha. À, cũng vậy luôn ha.
35 độ. Tất cả những cái áo ngực trên tay là 82. Tất cả ngày hôm nay tất cả các chị mua bất cứ áo nào chỉ có 25 đồng. Bất cứ những cái áo của dưới nha, chứ còn cái ánh kim thì Ngọc đã nói cái giá rồi nha, 30 đồng rồi ha. Cái này là 40 đồng, bây giờ còn có 30 nha. Ngọc nói từ cái áo thấy những cái vải tơ tầm thấy Tuấn này xuống đó nha, 25 hết. Còn như nãy hồi nãy Ngọc đã bớt rồi. 50 rồi 30 40 cái đó có sẵn, còn cái này chỉ vẫn 25 là 25 ha, 98 82. Đó. Cứ một giá duy nhất vậy đi cho các chị dễ chọn. Cũng vậy luôn, cái nào cũng 25 đồng hết, các chị mua ít mua nhiều gì cũng vậy. Mua nhiều thì Ngọc tặng quần. Cổ 5 cm. Cổ 5 cm ha. Màu đỏ tươi nha, Tết đó các chị. Để dành qua Tết rồi bây giờ mới lên. Ngực 98 eo 84. Ngực 98 eo 84. Cái bông nó gần gần, giờ chị coi ha. Ngực 98 eo 84. Cũng vậy luôn ha. Một giá duy nhất. Em này bộ nha, 45 đồng bộ. Em này bộ ha, 45 đồng bộ. Ngực 98 eo 84. 45 đồng bộ. Quần này thì quần ống rộng nha, không phải quần ống thường. 45 đồng vải Thái Tuấn nha các chị, vải hoa gió Thái Tuấn. Quần này nó là bộ nha. Nó là bộ, quần ống rộng nha, không phải ống thường. Bộ 45 đồng. Tiếp tục một em bộ nữa, cũng vậy luôn ha. Quần ống rộng. Em ống thường thì 40, ở đây là ống rộng cho nên 45 đồng các chị. Từ 98 84 cái quần còn nó hả nhiều vải hơn, nó nặng còn hơn cái áo nữa. Ngọc đâu có muốn quay cái vải còn đặt cho Ngọc ấy chứ, mà mấy chị cứ may váy suốt vậy. Tại mua cả cây á, nhiều quá mấy bạn may riết mấy bạn ngán. Tại nhiều quá mà. Mua cái cây vải nó là xa cạ đó, Thái Tuấn nó xa cạ đó. Đây là 25 đồng nha, vải Thái Tuấn. Xa cạ cho nên mấy chị may thấy cây vải nó nhiều quá mấy chị ngán nên chơi luôn cả quần. Ngực 98 eo 82. 25 đồng bộ áo. Tiếp tục em này bộ nha, ngực 98 eo 82 bộ luôn. Cái em này bộ. Đó. Chỉ 45 đồng thôi, quần ống rộng. Lấy cái quần mặc với cái áo khác cũng được ha. Ngực 98 eo 81, đây là cái đó. Ngực 98 eo 81 thôi nha các chị. Có thể nới cái ra đó. Ngực 98 eo 82. Eo hồng hồng nè. Mỗi cái đều có một màu khác nhau, một số cái màu nó khác nhau nha các chị, không giống nhau đâu nha. Cổ kiền. Ngực 98 eo 82. Cái này có cổ. Ngực 98 eo 82 đây Phong và nhà Ngọc nha các chị. Đây là vải này đều có độ co giãn ha. Đều có độ co giãn. Nhiều khi các chị chỉ nhúng nước hen lên cái là cũng thẳng đon rồi. Cái này có không cần phải sấy nha các chị, cái này không có sấy mà cũng chẳng có dry clean nha, cái này không cần dry clean nha các chị. Vải Thái Tuấn này rất là dễ thích khe nó. Người 98 82, rất là đẹp. Tại Ngọc may cây á, nó mới về cái giá này thôi chứ các chị ơi, các chị đặt giờ không có giá này đâu, và về Việt Nam các chị mua cũng không có nữa. Người 98 82 Ngọc về Việt Nam mà những cái người bán cái vải áo Thái Tuấn người ta Ngọc kêu phá giá luôn đó, người ta nói Ngọc phá giá đó. Mà tại họ không biết rằng Ngọc mua cây nó khác chứ các chị cắt khúc ra nên các chị đừng compare với người ta ha. Người ta bán theo kiểu là cách mua ít đó, thì mình phải thông cảm điều đó ha. Ngọc mua cây thì nó khác ha. Ngực 98 82. Đó. Tiếp tục ngực 98 82. Nó hơi hồng hồng, mỗi cái đều khác nhau đó nha các chị, không giống nhau đâu. Vậy chứ về nhà là các chị mới biết đó, có sự khác biệt của nó. Dạ vâng rồi, Kim Ngọc vừa thôi xong size True Exlot và Kim Ngọc sẽ xuất hàng cho các chị vào ngày mai hoặc là chủ nhật, mặc dù thứ bảy Ngọc không có bán hàng cho nên, nhưng mà Ngọc sẽ cố gắng, nếu mà Ngọc chụp hình được cho các chị Ngọc sẽ cố gắng Ngọc chụp hình cho ngày thứ bảy, tại thứ bảy Ngọc lo cho mẹ Ngọc cho nên Ngọc không có bán vào ngày thứ bảy, Ngọc sẽ bán bắt đầu ngày chủ nhật nha các chị ha. Dạ vâng, Ngọc cảm ơn các chị rất nhiều và Kim Ngọc xin hẹn gặp lại các chị trong những video sau. Tạm biệt các chị.